Sư sư vào ngày 5 tháng 6 con đến chùa, có đến chùa xin sư thọ bát quan trai giới trong vòng 3 tháng, đến hôm nay gần 2 tháng rồi. Có những ngày con giữ trọn vẹn 8 giới, con hoan hỷ lắm vì mình đã không làm theo các dục, đặc biệt là ăn dục ăn uống. Nhưng có nhiều ngày con đã không giữ được giới, không ăn sái bữa. Gần đây phóng dật hơi nhiều, con có nghe nhạc Phật để an tịnh lại khi thấy tâm bị hoang vu. Có vài lần con lướt điện thoại trong lúc vô thức, lúc nhận ra mới phát hiện như vậy là con đã mất chánh niệm để tham sân si điều khiển phạm vào giới không xem múa hát. Con xin sám hối vì đã buông lung phóng dật, mất chánh niệm khiến những ý hành trên bên trong thôi thúc và ngụy biện theo ý muốn của chúng. Có nhiều lúc có những ý hành khởi lên đã có ý phạm giới, con xin sư hướng dẫn cho con cách để con sửa chữa và tiếp tục thọ giới trọn vẹn để không lãng phí phước lành mà con đã nỗ lực trong việc tu tập hướng đến giác ngộ giải thoát. Thì thứ nhất là khi mình phạm giới thì mình cần phải nhận rõ, ý thức được điều đó và mình đi sám hối, và sau đó đó thọ lại giới, tức là làm trong sạch lại giới. Và đương nhiên là với cái ý thức là mình sẽ nỗ lực để không tái phạm điều đó nữa. Thì đời tu mà, cái giới đặt ra đó không phải để trừng phạt ai, mà giới đặt ra đó là nhằm mục đích là để tốt cho mình. Chính bởi vì như vậy, khi mà cái giới chúng ta không giữ được thì chúng ta biết là chúng ta đã làm cái chuyện tự mình hại mình. Thành ra là chỉ việc ngăn ngừa không để tái phạm lần nữa, và mình sám hối cũng như xin giới lại để giới mình trở nên trong sạch ha. Và xin qua câu hỏi tiếp theo.